Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, đến nay đã gần tròn 2 năm nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, nhưng trong lòng người thân và khán giả vẫn chưa hết người ngoài được nỗi đau này. Mỗi lần nhắc đến giọng ca bông điên điển, dù đã ra đi nhưng hình ảnh của nữ nghệ sĩ Phi Nhung vẫn luôn ở trong tim mọi người. Mới đây, trong lễ đại tường của cố nghệ sĩ Phi Nhung được tổ chức tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước, Việt Hương không khỏi rưng rưng nước mắt khi nhắc đến người bạn thân. Sao nữ cũng lần đầu tiên chia sẻ về hành trình khó khăn đưa cho cốt của Phi Nhung về Mỹ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Việt Hương kể về hành trình khó khăn khi đưa cho cốt Phi Nhung về Mỹ. Lễ đại thường của cố nghệ sĩ Phi Nhung vừa được tổ chức tại chùa Pháp Lạc ở Bình Phước. Ngoài các con nuôi của cố nghệ sĩ, Việt Hương và ông xã Hoài Phương cũng có mặt để tưởng nhớ tới nữ ca sĩ. Nhà sĩ Hoài Phương cho biết, thời điểm rỗ đầu của Phi Nhung, anh và vợ không có điều kiện đến chùa để tham dự. Năm nay, dù bận rộn với sân khấu kịch, nhưng cả hai nỗ lực sắp xếp thời gian đến tưởng nhớ người bạn thân thiết. Anh bộc bạch, khi nhìn thấy bức tượng hay di ảnh của Phi Nhung, tôi rất xúc động. Tôi biết rằng Phi Nhung sẽ không muốn mọi người buồn, nên tôi cố gắng kìm lại những giọt nước mắt. Tại buổi lễ, chúng tôi hồi tưởng lại những gì tốt đẹp nhất, cùng nghe lại lời ca mà Phi Nhung để lại cho mọi người. Đáng chú ý, Việt Hương cũng lần đầu chia sẻ về hành trình đưa cho cốt của Phi Nhung về Mỹ đối với nữ nghệ sĩ đó là ký ức không thể quên trong suốt cuộc đời việt hương kể lại mỗi lần cả hai gặp nhau phi nhung sẽ thường nói với cô ê tôi gặp bà là tôi vui chính vì vậy sự ra đi của người đồng nghiệp khiến cô rất đau lòng việt hương nói rằng bản thân cô không muốn gửi cho cốt của phi nhung đi mỹ vì như vậy đau lòng lắm cô ấy là ngôi sao hàng a mà vì vậy nên hai vợ chồng cô quyết định sẽ tự mang về dù thời điểm đó rất khó khăn vì dịch bệnh trên đường đi, hải cốt của Phi Nhung được để trong một cái bình bằng đá đẹp và rất nặng. Hải quan tiến hành kiểm tra nhiều lớp mới thông qua. Nữ nghệ sĩ cho biết, ban đầu, ông xã cô muốn đeo hũ cho cốt trên người. Tuy nhiên, Việt Hương đã bác bỏ ý kiến đó vì chồng là đàn ông, cô mới là người cõng bạn về với con gái Wendy Phạm. Thời điểm đó là lúc bùng dịch, hành trình bay rất khó khăn, về máy bay cũng rất mắc. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ, tôi đi qua Hàn Quốc, máy bay ngừng lại 8 tiếng, Mọi lần tôi chỉ ngưng lại có một tiếng rưỡi là bay qua Mỹ. Lúc đó ngưng lại 8 tiếng, tôi lấy bình cốt của Vi Nhung. Cùng tôi ngồi riêng một cái ghế và tôi dọn những thức ăn chay mà Nhung thích. Tôi để cái hũ lên cái ghế cùng với trái cây và hai đứa ngồi ăn với nhau trên máy bay. Việt Hương cũng gửi lời cảm ơn ông xã vì luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của mình. Vì về máy bay mắc nên cô dự định đi một mình, nhưng nhạc sĩ Hoài Phương quyết định đồng hành với vợ. Từ lúc Vi Nhung nằm trong bệnh viện cho đến khi qua đời, vợ chồng Việt Hương luôn cận kề, lo toan cho người đồng nghiệp thân thiết. Cô đã bật khóc giữa sân bay khi trao hũ cho cốt cho con gái Phi Nhung. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào tâm sự, khi đưa anh Trí Tài về Mỹ, vẫn còn nguyên vẹn thân xác, còn Nhung chỉ có một cái hũ cốt, một cái hũ gửi rất khó khăn. Về mặt suy tâm, tôi rất thương khi nhớ về cả một hành trình để lo cho Nhung trong lúc nằm bệnh viện. Hôm nay cũng đã 2 năm, các con cũng đã xả tang, nhưng dù có làm gì thì vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh đó trong đầu. Vì vậy nên tôi không dám kể nhiều vì sẽ buồn. Những ngày cuối đời, Phi Nhung luôn có Việt Hương đồng hành bên cạnh. Trong một tháng Phi Nhung nằm viện khi mắc Covid-19 hồi tháng 8 năm 2021, hôm nào Việt Hương cũng canh điện thoại cả ngày để cập nhật tình hình. Từ lúc Phi Nhung chuyển viện đến khi qua đời và nằm chờ để được đưa về Mỹ, Việt Hương giấu kín mọi thông tin chỉ khi hạ cánh xuống sân bay và trao cho Wendy, con gái của Phi Nhung, hũ u trò của nữ ca sĩ, cô mới vỡ hỏa cảm xúc bởi những dồn nén vải dấu kín suốt thời gian qua khi dặn lòng phải mạnh mẽ để chăm sóc và lo hậu sự tươm tất cho người đồng nghiệp. Dù đã cố gắng hết sức để hỗ trợ Phi Nhung và gia đình, Việt Hương vẫn tự trách mình vì đã không thể đưa nữ ca sĩ về Mỹ bằng xương bằng thịt cho Wendy. Con gái nuôi Phi Nhung tiết lộ tính cách của cố ca sĩ trước đông đảo khán giả cũng trong buổi lễ đại tường của cố nghệ sĩ phi nhung ba người con gái nuôi của cố nghệ sĩ phi nhung là quỳnh trang tuyết nhung và thiêng ngân đã cùng nhau tề tiệu để tưởng nhớ đến người mẹ đáng kính xuất hiện trong buổi lễ ba người con nuôi của phi nhung đã mang đến những tiết mục biểu diễn để gửi tặng khán giả yêu mến giọng ca của cố nghệ sĩ đặc biệt sau khi hoàn thành một phần trình diễn đại diện cho ba người con nuôi của phi nhung quỳnh trang đã có đôi lời chia sẻ đến khán giả nhắc đến người mẹ nuôi của chúng con tức cố ca sĩ phi nhung Quý vị không chỉ nhớ đến một huyền thoại, một danh ca, một người mẹ với tình thương bao la và luôn có sự từ bi bao dung đối với những người con của mình, đối với mọi người. Thưa quý vị, mẹ Phi Nhung còn được biết đến là một người hồn nhiên, số tuổi của mẹ không ảnh hưởng gì đến sự hồn nhiên vô tư của mẹ hết. Nếu quý vị nào đã từng tiếp xúc với mẹ thì sẽ biết mẹ Nhung của em hồn nhiên lắm, hồn nhiên, mộc mạc và trẻ trung lắm. Vì thế mỗi lần lên sân khấu mà hát bài sung là quý vị sẽ thấy mẹ Nhung sẵn sàng sắn tà áo lên để nhảy. Lúc trước, ba đứa con gái tuy là mới có mười mấy tuổi mà lúc nào cũng bị mẹ chê già hết. Qua chia sẻ của Quỳnh Trang, khán giả đã phần nào hiểu rõ hơn về con người cũng như tính cách của Phi Nhung. Dù đã có tuổi, nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn giữ cho mình sự hồn nhiên, mộc mạc trong suy nghĩ lẫn hành động. Dù cho ở hiện tại, khán giả đã không còn được nhìn thấy hình dáng của Phi Nhung trên sân khấu, nhưng tiếng hát cũng như các tác phẩm âm nhạc của cố ca sĩ vẫn giữ vững vị trí nhất định trong lòng của người hâm mộ. Bên cạnh đó, FC của Phi Nhung vẫn hoạt động đầy sôi nổi, thường xuyên ủng hộ các đêm diễn của những người con nuôi Phi Nhung, khiến cho khán giả cảm thấy ấm lòng trước đó không lâu ca sĩ chizzy phương trinh vợ cũ của ca sĩ bằng kiều đã đưa ra thông báo trường việt ngữ mà quỹ từ thiện của cố ca sĩ phi nhung đầu tư xây dựng vừa chính thức được khởi công ngôi trường việt ngữ này ở mỹ là giấc mơ thuở sinh thời của cố ca sĩ phi nhung khi cô qua đời con gái của cố ca sĩ phi nhung vẫn tiếp tục viết tiếp giấc mơ của mẹ ca sĩ chizzy phương trinh cho biết ngôi trường việt ngữ mà khi sinh thời cố ca sĩ mong ước này đã được khởi công xây dựng sau nhiều tháng chờ đợi đó là sự góp sức của rất nhiều khán giả những người yêu thương giọng ca bông điền điển chung tay làm nên. Trizzie Phương Trinh cho biết ngôi nhà cũ nằm kế Tịnh xá Giác An đã được tháo dỡ thành miếng đất trống. Trizzie Phương Trinh chia sẻ một ngày gần đây nơi này sẽ được dựng lên ngôi trường Việt ngữ để các con em lớn lên ở Mỹ có thể đến đây học đọc học viết tiếng Việt. Mà dù đây là mơ ước của Nhung nhưng nó là sự góp sức của rất nhiều người quy trình xây dựng ở Mỹ phải đi qua rất nhiều giai đoạn nên không thể hoàn tất một sớm một chiều như nhiều người mong muốn. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày khánh thành nhé. Người Việt còn, tiếng Việt còn. Chuy sĩ Phương Trinh là người chị hết lòng vì Phi Nhung khi sống lẫn khi người em của mình qua đời. Sinh thời, ca sĩ Phi Nhung luôn có mong ước những đứa trẻ người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ thế nên khi cô qua đời con gái cô là wendy phạm đã kêu gọi quyên góp bằng chương trình âm nhạc ý nghĩa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ bên cạnh đó tiền bán sách về phi nhung cũng được dùng để hoàn thành di nguyện của cô là xây trường việt ngữ cho trẻ em việt nam trên đất mỹ Thưa quý vị, dù cho ở hiện tại, khán giả đã không còn được nhìn thấy hình dáng của Phi Nhung trên sân khấu, nhưng tiếng hát cũng như các tác phẩm âm nhạc của cố ca sĩ vẫn giữ vững vị trí nhất định trong lòng của người hâm mộ. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.